cái gì đây? Đâu? 294. Bao nhiêu tiền? 294. À, cái bộ livestream cái bộ gì? B88 đây mà 294.000. Ninja, cháu là Ninja. Hả? Thành phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Cái gì? Phố Huế hả? Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Giờ ở đâu có cho mình khui hàng đúng không cháu? Rồi cháu cầm đi. Cháu cứ khui giùm chú đi, không sao đâu. Chú gửi tiền. Khui hay không chú cũng gửi tiền. Đừng lo. Cái gì? Phải rọc vậy không đó? Thì đằng nào khui cũng lấy tiền mà không khui cũng phải trả tiền mà. Đúng rồi. Thì đằng nào nó cũng rách thì cho nó rách luôn. Nhưng mà rủi trong hộp nó không đúng thì sao? Chú lại lấy lại lên trên shop chứ giờ cháu nó có biết sao đâu. Cái này bữa nay nó giảm giá dữ lắm. Hồi xưa là mình mua cái này là mắc lắm á cháu. Hồi xưa mua cái này là nó mới ra nó nằm tầm khoảng 600.000. Ngày nãy giao hàng được nhiều không cháu? À, ít vậy hả? Lazada dạo này nó bán ba đồ giỏm nhiều quá. Đâu? Cái nắp hộp nó mở ra sao? Hình như đây nè cháu hả? Hả? Hay sao? À đúng rồi. Kéo ra vậy. Ôi, đẹp ghê nha. V8, chữ tiếng Anh đàng hoàng nè. Khui ra là phải tính tiền đúng không? Bây giờ chú trả lại được không? Không hả? Bây giờ chú trả lại là cháu lãnh đủ đúng không? Thôi, để chú lấy. Hả? Rồi, chú ghi tiền. À, đây là cái bộ Suncat V8 này các bạn. Cái này là nó sử dụng là tiếng Anh, là nó có thu âm nè, vôi rồi đó, nó có đầy đủ hết đó. À, dùng để hát karaoke livestream thì mình hồi nãy mình thử livestream rồi, rất là hay đó. Ở đây là nó có những cái nút là như là tiếng cười, tiếng vỗ tay đó, nó đầy đủ hết. Rồi ở này echo âm thanh nè, rồi âm thanh xuất ra, rồi thu âm, rồi mic, volume mic. Thì mình dùng cái micro loại thông thường này nhưng mà hát nó rất là hay. Rất là hay, micro thông thường thôi. À, có cái micro loại thứ điện tử nhưng mà bỏ ở dưới kia rồi, chưa có mang về được. Ở đây là mình cổng này, cổng livestream nè, cắm vô đây mình livestream trực tiếp. Còn cổng này là âm thanh vô, cổng này là cắm trực tiếp USB hoặc để sạc, cổng này là headphone, cổng này đi ra loa ngoài, cổng này micro điện tử, này micro thông thường. Trong này nó có pin sẵn, nhấn nút mình giữ chặt nó sẽ lên đèn xanh là nó sáng, mình nhấn nút đó. Cái này nó có bluetooth luôn, mình dùng bluetooth mình phát vô đây, rồi mình là mình cắm tai phone mình nghe luôn, không cần gì phải kết nối dây nhợ cho nó lằng nhằng. Tắt nguồn rất đơn giản, đây dây nó kèm theo. Và một tờ giấy hướng dẫn để cắm thôi, đơn giản vậy thôi. Dẫn thì mình nhìn vô đây, hoặc là mình lên trên YouTube nó có hướng dẫn sẵn trên đó, rồi mình mở ra mình xem thôi, rất là ok.